Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi tìm đồ chơi ngoài cánh đồng nhà mình nha các bạn nha. Đây, cánh đồng này các bạn. Sẽ đi tìm đồ chơi cho các bạn nha. Đây. Wow. Wow, cái này có gì đấy các bạn ơi. Wow. Đây này. Wow, nhiều đồ chơi lắm các bạn ơi. Đây. Wow. Wow, nhiều đồ chơi lắm các bạn. Đây, để mình xem có những gì nhá. Wow, có nhiều đồ chơi trong này đúng không các bạn ơi. Wow, nhưng mà nó bị dơ rồi. Bạn nó hết rồi các bạn. Mình sẽ đem nó đi vệ sinh làm sạch một chút nha các bạn. Đấy. Đây, ốc này. Wow, nhiều lắm nha. Bây giờ mình sẽ đem đi làm sạch chúng nha các bạn. Wow. Đây. Sẽ đổ ra đây. Đấy. Wow. Ê. Nhiều chơi lắm các bạn ơi. Đây. Wow, mắc lưới rồi. Wow. Ê, đây con gì đây? Xấu này các bạn ơi. Wow. Con sạch thế các bạn. Đấy, đây con cá sấu nha các bạn. Wow. Kinh chưa? Mình làm sạch nữa mình sẽ bỏ vào đây nha các bạn. Để vào đây. Mình làm cái cắt. Wow, đây con tôm này. Wow, sạch đây, mới tanh rồi các bạn ơi. Đấy. Đẹp chưa? Cực to lắm. Đây con. Đây con này này. Ê, sạch rồi nha. Wow. Đây là con phục lông. Lông có cánh này. Đẹp lắm các bạn. Bay lên. Còn nhiều con lắm các bạn ơi. Đây là con khủng long này. Đấy. Sạch chưa? Wow. Đây con khủng long nhé. Nó dính gì thế? Hehe, sạch rồi. Tẩu tiếp tục. Ê con nào mau. Wow. Ê, bên trong có xương rồi các bạn. Lòng này bên trong có xương nhé các bạn. Cắn vào đây. Lắp vào. Thế xong. Một con là mông cam. Ê, đây là con cua. Wow. Cua nha các bạn. Vứt vào đây luôn. Ê, xa mày. Tên tên. Đấy, đây còn xa nha. Wow. Đẹp chưa? Nước thì dơ rồi, sẽ đổ đi. Mình sẽ cho nước mới vào nhé các bạn. Đấy, nước mới vào. Sạch lại ngay.
hai con gì đây? Con khủng long. Wow. Sao con này các bạn? Con một xanh nhé các bạn. Beautiful. Sạch rồi, được làm sạch rồi nhé các bạn. Ê, tiếp tục nào. Ê, con rắn. Đây, con rắn màu đỏ. Wow. Ê, sạch chưa? Cái đầu này màu đỏ nhé các bạn. Đấy. Wow. Bước vào đây. Tiếp tục. Đây con rùa. Đấy. Đây con rùa nha các bạn. Lên. Ê, còn vài con này các bạn. Ê, khủng long. Con một xanh. Xanh dương. Dính cái gì, là bàn bàn đây này. Quả không ra. Không sạch chưa. Khủng long không sạch được thế các bạn. Quả. Vứt vào đây luôn. Ê, đây là con mật. Nghe sạch len. Mới toanh ngon. Đây, đây là con ốc. Wow. Sạch cái này các bạn ơi. Con ốc nha các bạn. Ê, con cuối cùng đây. Wow. Cùng kênh là con đây là con dê. Dê cuối cùng nha các bạn. Tên tàn. Wow, sạch toàn. Cái tành nha các bạn. Hai cái sần toạt chưa nào. Đấy. Nhiều đồ chơi lắm rồi các bạn ơi. Đấy, đây là cánh đồng nhà mình, sẽ đi tìm đồ chơi đây hàng ngày cho các bạn xem nhé. Đấy, giờ đồ chơi sạch hết cho các bạn. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.